Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình lại gặp nhau nữa rồi. Hôm bữa mình có giới thiệu cho các bạn cái chiếc thuyền Thái mà mình chạy cái kiểu gắn máy bill á các bạn. Thì mình chỉ làm cho các bạn xem thôi mà mình không có giới thiệu chi tiết của cái chất liệu để mình làm. Với lại bữa đó mình cũng có thử một chút nhưng mà bị lỗi chương dịch á, rồi mình không có cái đoạn video dài cho các bạn xem về cái chiếc thuyền của mình chạy ha. Thì hôm nay mình sẽ nói kỹ cái chi tiết để những cái vật liệu mà để mình chế ra mình làm á các bạn. Thì các bạn thấy cái này, cái khung, cái gọng này nè các bạn, thì mình chế bằng cái cây căm xe các bạn, căm của xe đạp á. Mấy cái cọng này thì mình hàn chì nó mới ăn nha các bạn. Còn cái cây đồng, thanh đồng, thanh thao này thì dễ rồi, thao thì hàn chì nó rất là dễ. Cái cốt thì mình cũng làm bằng cái cây lát này thì mình cũng làm bằng cây căm xe đạp nha các bạn. Rồi còn cái chân vịt, hôm hỏi mình chế cái chân vịt bằng thiết á, thì nó chạy nước nó đạp nó bị quạt đi, mình nó không có xài được, cho nên mình mới chế nó ra. Đây cái chân vịt này là các bạn, mình chế bằng inox nha các bạn. Inox này mình hàn chì ăn luôn nha các bạn ơi. Mình gắn cái đầu của cái 500 các bạn, cái đầu của cái cây cây căm các bạn, mình đút vô trong đây rồi mình hàn nó lại. Hàn nó lại thì mình dặn vô cái chân của cái cây năm cây căm xe đạp á là dính cứng luôn các bạn. Xong rồi bắt đầu mình hàn cái đầu ngoài này đặng cho nó không tuột ra. Rồi những cái bộ phận khác á, thì mình cũng dùng kim loại hàn được các bạn. Những cái thanh hàn bằng chì á, hàn được mình hàn lại thôi. Còn servo này thì mình dùng servo nhỏ. Này mình có dây rút nhưng mà mình sợ nó lỏng, mình quấn thêm cái băng keo lên. Còn cái servo này mà để kéo cái máy này thì mình dùng servo lớn nha các bạn. Servo lớn kéo nó mới đủ lực, servo nhỏ nó kéo nó yếu rồi nó phiền phức. Rồi, bây giờ mình chạy thử cho các bạn xem nha. Thuyền ra bến các bạn ơi. Ở đây gió quá cho nên mình không có chạy nhanh được các bạn. Nước lớn mình phải thả theo cái góc này. Mình thả góc kia nó đi luôn ạ. Quanh đảo lại đây thì mình chạy vô các bạn ơi. Rồi thuyền cắt khơi. Chạy qua mé bên kia xong luôn. Rồi quay về. Qua xong rồi quay về. Để mình chạy lên bờ luôn nha các bạn. Giờ mình chơi một cú lên bờ luôn. Lên bờ luôn. Một phát lại cái cây.
dòng đó lại để lên 3 cây. Quay dữ luôn các bạn ơi. Lên hết nổi rồi. Bây giờ các bạn xem mình chạy lên bờ nha các bạn. Đây. Lên bờ rồi các bạn ơi. Chơi một cú lên bờ các bạn. Thuyền về các bạn ơi. Thuyền về tới. Wow. Tiếp tục chạy nữa nha các bạn. Quay đầu lại. Lên chơi bà luôn. Quá. Quá dữ luôn. Thôi video của mình thử đến đây là kết thúc nha các bạn. Nói chung là chạy cũng ổn á, mình gắn cái chân vịt này thì chạy cũng tương đối được thôi, chứ nó cũng không có hoành tráng gì hung. Nhưng mà cũng thỏa mãn cái đam mê của mình nha các bạn. Chạy thì cũng lên tới bờ luôn. Rồi các bạn xem nhớ ủng hộ bằng cách like, subscribe. Mình có những cái gì hay mình chia sẻ cho các bạn xem nha các bạn.